Quý khán giả thân mến, có câu hát là chén rượu ngày xuân nồng say tình làng nghĩa xóm. Câu hát này đã nói lên được một phong tục của người dân của chúng ta trong ngày Tết cổ truyền, đó là phong tục chúc tụng và mời rượu bia ngày Tết, chúc Tết nhau, sum họp bạn bè hay là người thân, đúng không ạ? Người ta nâng ly nhau để cùng đưa tiễn một năm cũ đi qua, cũng như là gửi cho nhau những lời chúc may mắn đầu năm mới. Và nếu như mà chúng ta cứ sử dụng lượng rượu bia có nồng độ cồn cao như thế đưa vào cơ thể, chúng ta không kiểm soát được cái liều lượng thì nó cũng sẽ phần nào ảnh hưởng đến sức khỏe, hay là có thể là làm mất đi cái không khí vui ngày Tết của gia đình hay là tình làng nghĩa xóm. Và trong chương trình Món ăn mùi thuốc ngày hôm nay thì Lương Y Nguyễn Công Đức sẽ giới thiệu cho chúng ta một loại rượu mà vừa tốt cho sức khỏe lại vừa có thể làm một món quà nho nhỏ để biếu cho người thân bạn bè nhân dịp Tết đến xuân về. Những loại rượu đó là loại rượu gì? Chúng ta hãy cùng gặp gỡ Lương Y Nguyễn Công Đức ngay bây giờ, quý vị khán giả nha. Xin chào Lương Y Nguyễn Công Đức ạ. Vâng ạ. Dạ, trước hết cảm ơn Lương Y đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa Lương Y, ai cũng biết là tác hại của rượu bia rất là lớn đối với sức khỏe của chúng ta. Nhưng mà trong những ngày Tết thì không khỏi là không dùng đến, đúng không ạ? Nhưng nếu chúng ta không biết hạn chế cái trữ lượng của mình, dừng đúng lúc thì nó sẽ tác hại như thế nào ạ? Báo đài rồi tất cả phương tiện thông tin đại chúng và kể cả trong gia đình chúng ta, hay nói tóm lại mỗi một người chúng ta từ 10 tuổi trở lên, già đi nữa thì cũng đều biết tác hại của rượu. Thì có lẽ chúng ta không nói thêm về cái này nữa. Uống rượu mà thường xuyên cái gan nó bị chai, đi đến là sơ gan, mà chưa kể là cái nền của người đó là đã nhiễm viêm gan siêu vi B, rồi uống rượu nữa thì coi như là sơ gan cổ trướng, là cái điều không thể tránh khỏi. Chúng ta thấy là khi nhắc đến rượu bia thì đương nhiên là nhắc đến nồng độ cồn, nhưng mà thí liệu được biết là bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều loại rượu khác, không những là cũng giúp cho chúng ta trò chuyện rơm rã ba ngày Tết mà cũng có thể giúp chúng ta bảo vệ sức khỏe được. Thì không biết trong chương trình ngày hôm nay Lương Y muốn giới thiệu đến những cái loại rượu đó như thế nào đây ạ? Vâng, cái mà nói rượu mà có lợi cho sức khỏe thì cái đầu tiên là rượu vang. Hoa vang nó có hai loại, vang đỏ và vang trắng. Đó là rượu của nước ngoài, coi như là nước nào cũng được, của Úc, của Mỹ, của Pháp, của Chile, Mexico, cái nào cũng tốt cả. Nhưng mà trong cái nhà hàng thì người ta chia ra, nếu người mà sành ăn sành uống, người ta thấy cái rượu vang đỏ thì khi mà mình ăn thịt thì nó uống rượu vang đỏ, ăn cá thì nó uống rượu vang trắng. Nhưng mà dù vang đỏ hay trắng thì y học chứng minh một điều, mỗi ngày hai lần, mỗi lần một ly là 30ml là rượu vang, thì nó tốt cho sức khỏe ở chỗ những người mà bệnh tim mạch thì nó cải thiện được tim mạch, mà những người mà bị tăng huyết áp thì nó lại ổn định huyết áp. Cái điều mình nghe mình thấy như là nó trái cái tai, nhưng y học nó đã chứng minh nên là cái tốt của cái rượu, mà nhất là rượu vang xuất xứ từ nho. Thì nó là rất là tốt. Cái đó mà là mình nói rượu ha, có lợi. Dĩ nhiên không phải là rượu đế ha, nhắc lại cái nữa. Nhưng bây giờ mình nói rượu vang Tây không, Việt Nam mình có không? Xin thưa, có. Vang Đà Lạt lấy nho từ Phan Rang đã đem về để làm vang, rượu vang rất là tốt. Dạ, như vậy thì cái rượu nho đó chúng ta có thể tự làm ở nhà được không thưa Lương? Dạ vâng, đấy thì cái vấn đề là ở chỗ đó. Nếu mà mình không mua được thì chúng ta là chỉ làm rượu nho thôi. Nhưng mà nho thì bà con để có màu đẹp thì bà con là chọn cái nho đỏ hay là nho tím. Tôi nói luôn nghe ha, để luôn cái hộp thì nó có cái vị chát rất là ngon, luôn cái vỏ nó rất ngon. Thì một ký nho ha, nho mà nho đỏ về là rửa sạch để cho ráo ha, nhớ là lặt từng trái ra rửa sạch rồi để ráo, rồi 200g đường cát, 200g, đơn giản, rất đơn giản. Và trong đó để tạo cái men, bà con mua một cái men mà mình hay làm cơm rượu á, ở ngoài chợ mà cục men nhỏ vậy thôi, một ký thì chỉ có lấy một viên men thôi, nhỏ tán mịn ra. Thì nho chúng ta mới xếp một lớp nho trong cái lọ thủy tinh như thế này, một lớp nho, rồi rưới một lớp đường, rồi rưới một chút xíu ha men đây, rồi cứ lớp nho, lớp đường, rồi lớp men, nó lưng lưng thôi, nó lưng lưng như cái thẩu này. Rồi chúng ta đậy nắp kín để trong 5 ngày. Trong sau 5 ngày thì nó có lên bọt ha, nó có lên bọt là nó gần được rồi. Và khi mà cái cả cái khối mà nho nó nổi hết lên, cái rượu nó ở còn ở dưới là chúng ta mới chiết ra.
bây giờ chúng ta mới thấy như thế. Một có hai cách, một là chúng ta chiết rượu đi, rồi pha chiết cái nước mà chúng ta làm rượu nho là nước cốt, pha thêm với là 200 ml rượu, ha, rượu đế thường thôi, rượu thì cái đó là cái để bảo quản, nếu không mình để lâu nó chua. Thành ra tóm lại nói là rượu nho, nhưng mà trong đó có nho, có đường, có men và có thêm rượu đế nữa. Đấy, thì chúng ta để dành lâu thì dĩ nhiên lần uống một miếng thôi. Xin nhắc lại là khi chúng ta đổ rượu vào thì chúng ta để thêm 5 ngày nữa. Như vậy thì trước sau cái rượu nho đó là 10 ngày thì chúng ta chiết hẳn ra để tủ lạnh hoặc để ở ngoài uống bình thường. Ở đây Thúy Liễu đang cầm ở đây là cái củ hành tây. Dạ. Nhưng mà nó có hai loại. Cái củ mà to như thế này đây nè, là hành tây này là củ hành thường. Cái đây tôi lại là không dùng cái củ hành tây này. Mà lại là dùng hành tây mà củ tím. Đấy, nó thì giống nhau thôi, nhưng mà chọn cái củ nhỏ này tím thì và hành tây mà tím. Còn nếu mình nói chữ hành tím thì mình lộn với củ hành ta. Củ nhỏ nhỏ. Đúng, nhỏ nữa, nó là phải là hành tây mà nó là màu tím. Thì ta chỉ cần cắt bỏ cái phần rễ dưới đất dơ thôi. Nhớ là cái lớp vỏ này ha. Cái lớp vỏ này là lớp thuốc. Cho nên nếu mình bỏ cái lớp này đi là ý muốn nói cái củ hành này nè. Lại không nên. Cho nên chúng ta mới cắt cái dưới đi, rửa sạch để rồi bỏ cái phần nó dơ đi rồi để nguyên đi. Rồi chúng ta sắc tròn như thế này nè. Xin nói lại liều lượng là 5 củ hành tây mà tím, rồi rửa sạch, bỏ những cái cần bỏ, rồi chúng ta sắc khoanh tròn, rồi dùng là hai chai rượu vang. Thì chai có lẽ chai là 700 thôi, hai chai tôi nói hai chai nghĩa là 1.4 lít, ha, là hai chai rượu vang đổ vào ngâm chừng 5 ngày, ha, thì rượu vẫn là rượu, nhưng lúc bây giờ trong cái rượu vang này nó đã có cái thành phần của cái củ hành tây. Thế công dụng cái này như thế nào? Rất đặc biệt là đối với những người mà men gan cao và những người béo phì, thì đây là cái bài cái rượu mà ngâm với hành tây lại trị béo phì, nghĩa là nó thon cái bụng lại, nó nhỏ và nó trị là gan nhiễm mỡ. Thế đó là cái rượu mà lại trị bệnh bằng rượu vang, ha, nếu không có là vang Đà Lạt cũng được, với lại là củ hành tây. Mình uống như thế nào thưa Lương Hy? Thì dĩ nhiên là thuốc thì một lần một ly nhỏ thôi, 30cc, rồi nghĩa là uống trong bữa ăn, sau bữa ăn cũng được, là trước khi ăn thì chưa nhấm thức ăn tí xíu rồi uống, hoặc là ăn xong rồi uống. Cái trong đó. Những ngày Tết mà chúng ta uống rượu này thì cơ bản tôi thấy là tuyệt vời đó, khi mà chúng ta ăn rất là nhiều món đúng rồi, có chứa chất đạm ha, đúng, và khó đúng, tiêu mà chúng đúng. Ta uống một ly rượu này nữa thì thật là vâng. Tuyệt vời. Dạm thưa Lương Nghi, trên bàn thì tôi thấy nãy giờ có một cái hũ rượu, tôi lại cũng rất là thắc mắc, và bên đây là có một cái ly rất là đẹp, màu sắc rất là đẹp. Không biết là cái ly rượu này là ly rượu gì và nó có tác dụng ra sao ạ? Cảm ơn. Tôi nói đây là người thật mà việc thật luôn chứ không phải nói xạo. Tôi chỉ mới ngâm có 3 ngày mà nó đẹp như thế này. Cái vị nó là không ngọt lắm, vừa phải ha, hương rất là thơm mà cực kỳ tuyệt vời. Xin nói thẳng đó là rượu chuối. Cái cách làm như thế nào mà nó được như thế này để cho bà con xem nè. Tại sao tôi nói là thật là trong cái lọ rượu chuối này á, nó có một cái vỏ đó Thúy Liễu cầm giùm cái vỏ đó đi. Đây là vỏ quýt. Nhưng mà xin thưa cái không phải là quýt tươi thế này mà nướng như thế nào để nó chuyển như thế này. Đây là vỏ quýt nướng. Rồi có 5 trái chuối. Vậy quýt nướng nha quý vị. Chuối này là chuối gì? Chuối mình với mình gọi là chuối sứ, còn gọi là chuối móc ha, chuối mà cúng á. Đây thì chúng ta mới ép nó thẳng ra, xong mới phơi khô rồi mới nướng nó cháy hai mặt như thế này. Thành phần gồm có 5 trái chuối ha, chuối móc hoặc là chuối sứ đó, chín nhưng nói có chữ chín, để luôn vỏ ép mỏng ra, phơi cho nó khô ha, mà nó lì không chịu khô thì đem vô nướng. Nướng cho nó cháy hết hai mặt như thế này, nó làm sao mà được nó cháy đen như thế này. Và cái vỏ quýt thì một cái vỏ quýt thôi
một cái vỏ quýt mà cũng nướng cho nó như thế này, chứ không phải vỏ quýt này. Đấy, 5 trái chuối, một vỏ quýt, 1 lít rượu. Nhớ là rượu ngon ngàn, rượu dở quá thì không ngon. Năm mới 3 ngày mà nó đã đẹp như thế này. Thế bây giờ công dụng của cái rượu này như thế nào? Bởi vì trong cái chương trình của chúng ta nói là ở Việt Nam mình nói rượu Tây rượu đồ, nhưng mà mình thử cái món rượu chuối này nó ngon cỡ nào, nổi cái màu không là đủ thấy thích rồi, đừng có nói tới uống. Thì công dụng của này á, thứ nhất, rượu mà lại là bồi dưỡng cơ thể. Rượu nhờ cái chuối đó, cái chuối đó. Rồi cái chất mà kích thích tiêu hóa lại là cái vỏ quýt đó, cho nên nó vừa thơm mà vừa kích thích tiêu hóa. Cho nên là bồi bổ cơ thể, trị được cái là suy nhược thần kinh. Nó lạ lắm, thần suy nhược thần kinh thì mất ngủ, nhưng mà uống này vô lại ngủ rất là ngon. Rồi suy nhược cơ thể nghĩa là biếng ăn thì uống rượu chuối kích thích làm cho ăn ngon. Rồi bồi bổ cho phụ nữ sau khi sanh, tức là bà nghĩa là sanh xong rồi được quyền uống cái rượu chuối này. Rồi trị được đau lưng nhức mỏi ở những người lao động nặng, thấy chưa? Và đặc biệt là hỗ trợ xương khớp cho những người bị bệnh xương khớp, thí dụ đau lưng mỏi gối thoái hóa, cột sống cổ thoái hóa, cột sống thắt lưng, đau khớp gối, dùng được cái rượu chuối này. Cách dùng mỗi ngày 2-3 lần gì tùy ý sau khi ăn, mỗi lần ly nhỏ. Cái này tôi rót vậy thôi chứ mà uống bao nhiêu đây là ná thở á. Bà con chỉ cần tí vậy thôi nha. Đấy là khoảng như 30cc đấy, khoảng đó. Rồi xin nhắc lại cái món độc đáo nhất trong cái chương trình của Đài Truyền hình Long An cho bà con trong cái ngày Tết này, đó là món rượu chuối. Thành phần gồm có 5 trái chuối và chuối sứ đã chín, rồi ép vỏ, dẹp lại, phơi cho khô, rồi đem vào là nướng. Nhớ là nướng cháy nha, cháy nó mới ra màu, còn nếu bà con nướng sơ sơ là nó không có màu. Nướng cháy nó mới ra được cái màu. Đúng, đỏ một cái màu này. Đó chính là màu caramel của cái cháy của chuối. 5 trái chuối, một cái vỏ quýt là nướng ha, cho nó chín. 1 lít rượu ra, 1 lít ngâm như thế này, chỉ 3 ngày là nó đẹp như thế này. Rồi cái công dụng như đã nói vừa rồi. Có thể nói làm chỉ với 5 trái chuối, 1 vỏ quýt và 1 lít rượu thôi mà chúng ta đã có một cái bài thuốc trị rất là nhiều bệnh như là Lương Nhi chia sẻ. Và trong dịp Tết này thì không, chúng ta không cần phải dùng đến rượu bia nữa đúng không quý vị? Chỉ cần dùng đến rượu vang nè, rượu nho như nãy Lương Nhi có chia sẻ. Và dùng cái này để ngâm rượu để có thể hỗ trợ tiêu hóa nè đúng không ạ? Đúng. Và một cái loại rượu này nữa cũng trị bệnh. Rượu chuối, mình nói thẳng là rượu chuối. Dạ, cảm ơn Lương Nhi đã dành thời gian chia sẻ ngày hôm nay, đã cung cấp cho quý vị khán giả rất nhiều loại rượu có thể làm giúp cho chúng ta vẫn giữ được hoạt khí ngày xuân, mà vẫn giúp cho chúng ta có thể giữ gìn được sức khỏe tốt nhất trong những ngày Tết đến xuân về này đúng không ạ? Dạ bây giờ thì chương trình Món Ăn Bài Thuốc cũng không còn thời lượng nữa rồi. Tiến Liễu cùng với Lương Y Nguyễn Công Đức mến chào quý vị khán giả, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau quý vị nhé. Cảm ơn bạn đã xem hết video cùng với Đông Dược Netfaco. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký ngay bên dưới nhé.